tâm không? Đúng tâm không? Thế hôm nay nhà bà làm gì đấy? Hả? Hôm nay nhà bà làm gì? Này cháu, cháu biết làm gì, cháu biết làm gì vậy? Ủa, thế làm gì mà con cháu đông này cả này mà chả biết làm gì? Ở chung giờ cái này ở chung nó. À thế à? Hôm nay nhà mình chuẩn bị mấy mâm hả em ơi? Em làm có 8 mâm thôi. 8 mâm à? 8 mâm thì con cháu không đủ không chị? Đây là các con cháu đang chuẩn bị bộ bông hoa để mừng thọ cụ. Năm nay cụ Tạ Thị Đức được tuổi 85, con cháu rất là vui mừng. Đang chuẩn bị rất nhiều đồ để mừng thọ cho cụ. Yeah.